Đồng chí Duy Khánh. Có. Đồng chí Đỗ. Có. Hai đồng chí. Ra đồng chí. Bắt. Sang phải. Dừng tập. Đằng sau quay. Đứng. Đằng sau quay. Đồng chí Độ. Có. Vừa rồi đồng chí thực hiện động tác đi nào? Đồng chí cảm thấy là bản thân mình thực hiện động tác đúng hay chưa? Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng. Theo như tôi nhớ không nhầm thì đúng rồi ạ. Đồng chí nhớ không nhầm thì đúng rồi. Thế là đúng hay không đúng? Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng là đúng ạ. Chuẩn bị lên. Dừng lại. Đi đâu? Bước. Nâng súng lên phải. Chào. Đồng chí Khánh chú ý. Cổ xoan băng súng ngang thắt lưng bên sườn phải. Kéo xuống cái đầu. Bước. Đứng lại. Đứng. Đằng sau quay. Gấp lại. Đi nào. Bước. Đúng rồi. Đúng. Cái não em nói nhưng cái chân em nó không nghe. Em biết là cái động tác đầu tiên là chân trái sẽ đưa lên và tay trái vung đằng sau, chỉ như thế thôi là nó sẽ khớp được ngay. Nhưng nó không thể nghe được anh ạ. Nó lại còn có xu hướng đá đánh vào nhau anh. Cứ đập ạch 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 vào nhau. Và lúc đấy em bị loạn, em không biết chỉnh kiểu gì cho nó khớp lại cả. Thế là thành ra là trông nó hơi buồn cười. Ngồi xuống. Báo cáo toàn thể các đồng chí. Buổi sáng ngày hôm nay 4 đồng chí chiến sĩ mới đã về đơn vị đối với sư đoàn 325 của chúng tôi công tác. Trước hết là các đồng chí giới thiệu về bản thân để chúng tôi biết và trong trung đội chúng ta là có thể nắm được và sau này có cái điều kiện công tác học tập nó dễ hơn. Tôi muốn hỏi chị Độ là làm sao để mình lấy vợ và cảm giác sau khi lấy vợ xong nó sẽ như nào? Có sướng hơn không hay nào để tôi còn cố gắng phấn đấu? Được, đồng chí Độ có thể lúc này giải đáp những cái thắc mắc của đồng chí Kiên không? Mình lên đây mình đứng lớp đi ạ. Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, báo cáo đồng chí Kiên. Thực sự cả đồng chí là ngày xưa vợ tôi tán tôi xong rồi lấy luôn. Nên là tôi không có kinh nghiệm gì về cái vấn đề làm sao để có người yêu và ổn định gia đình cả. Sau khi vợ chồng tôi quen nhau được 3 tháng thì vợ chồng tôi quyết định lấy nhau luôn và sống với nhau hạnh phúc đến bây giờ. Cái cảm giác khi lấy vợ như nào? Đấy là có sự thay đổi gì nhiều không ạ? Báo cáo đồng chí là tôi thấy nói chung là vui, cũng đáng trải nghiệm. Nhưng mà tôi khuyên các đồng chí là khi mà mình chưa chạm đến đầu ba ấy, thì mình cứ trải nghiệm cuộc sống độc thân đi. À, có nghĩa người ta cũng có một chút hối hận ạ. À. Dạ vâng. À không, người.
cứ nói đến chuyện tình yêu gia đình thấy cái mặt các đồng chí cứ buồn buồn làm sao ấy nhỉ? Anh ơi, nguyên team FA mà. Thế cho hỏi đồng chí tiểu đội trưởng ạ. Báo cáo đồng chí là tại sao đồng chí chưa có người yêu? Anh hỏi cô thế. Do bản thân mình nhút nhát quá hay là do mình chưa sẵn sàng để yêu? Tôi là con người ít nói, sống hơi nội tâm. Nói đúng ra là người nhát gái. Nhát gái thì có mê trai không ạ? Nhát gái thì có mê trai không ạ? Không, đấy các đồng chí phải hiểu một cái khác. Nhát gái khác và nó phải với con trai khác. Không, gạo này cũng không có khô lắm đâu nhỉ. Xin mời. Chi ăn cơm thôi. Đói quá, đói mà không chịu được luôn á. Đói không? Mà chạy trăm mét là đói, đói mà đói, đau ruột luôn. Bữa đầu tiên tôi chưa ăn ở đơn vị sẽ cảm thấy hơi khác so với ở nhà. Em được cảnh báo là cơm rất khô nhưng cơm này là đã hơn những gì em chưa nghĩ rồi. Các chị phải cố gắng ăn nhiều. Bình thường ăn một bát thì bây giờ phải ăn 3-4 bát. Để thực hiện nhiệm vụ. Bọn em học gấp chăn chưa? Dạ chưa. Nó dã man lắm. Vậy á? Khó lắm hả? Những người thiếu kiến thức như em chắc chết. Nó đã khó rồi, nó còn lâu mà sáng em chỉ có 15 phút cả đánh răng cả gấp chăn thôi. Đánh răng và gấp chăn. Đúng rồi, chuẩn bị nào mặc đồ luôn á. Cả mặc đồ 15 phút. Sao kịp vậy cái mệt vậy? Thế đồng chí đã học hết mấy cái dán ở trên tường chưa? Hồi sáng giờ đâu không học đâu, hồi sáng giờ. Tối nay phải ngồi học ấy, học thuộc ấy, người ta kiểm tra đấy. Số 1. Số 1 đấy. Cái dương cờ đúng không? Số 1 đầu tiên là treo cờ, treo quốc kỳ đúng không? Treo hoa, treo quốc kỳ anh. Thứ hai là thức dậy. Thức dậy. Thứ ba tập thể dục. Thứ tư ăn sáng à? Đây, kiểm tra sáng à. Tức là mỗi người sẽ có một cái khay riêng ấy. Toàn đồ của đơn vị làm. Em ăn ngon thật. Ngoài các đồng chí Độ cũng là một con người có năng khiếu âm nhạc. Có đúng không? Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng là tôi không có năng khiếu hát. Ra MV rồi, ra hai cái MV rồi. Tốt rồi, cái gì nghe. Không, 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 đấy là chỉ nói thôi ạ. Chỉ nói thôi đồng chí ạ. Chỉ nói thôi ạ. Nói. Đấy là chỉ nói thôi ạ. Chỉ nói thôi đồng chí ạ. Theo cái vốn hiểu biết tôi, hình như đồng chí Độ còn làm rapper đúng không? Không, 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 không phải. Bây giờ công nghệ chỉnh âm thanh của người ta làm tốt quá. Chẳng may tôi có rap vài câu, chứ thực sự là tôi không biết hát. À, rap vài câu. Rồi, ok nhá. Xin chào mừng tất cả các bạn. Tiểu đội 1 và tiểu đội 2 sẽ đến với một tiết mục văn nghệ. Cây là cái nhầm. Cây là cái gì kỳ quá. Cây gà lá vườn đến từ nhóm nhạc Tê Tay. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, tê tay, tê tay, tê tay, tê 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 tay. Tê tay. Cùng tạm biệt bóng bóng bang bang, giúp các cháu ăn ngon, ăn khỏe lớn mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng đến với ca khúc tiếp theo mang tên Ánh Nắng Của Anh. Ánh nắng nè, ánh nắng nè. Anh. Chuẩn bị lên. Dừng lại! Đi nào! Bước! Nước súng bên phải! Chào! Nhìn em kia! Nhặt súng đi nào! Bước! Đứng lại! Đứng! Chuẩn bị lên! Gập lên. Hai đồng chí phải vị trí. Gập lên nhưng mà mình cứ nhìn nhau ấy. Để áo mình vào.
Mẹ ông nhìn qua bên phải. Các đồng chí, tôi bị dị ứng với thời tiết lạnh. Ngày đầu với em khó khăn nhất là em bị lệch giờ. Em bị thiếu ngủ nên là kiểu cảm giác người nó bị ẻ oải. Cộng thêm hôm nay cũng vận động nhiều nữa. Ba đồng chí Tú, đồng chí Độ và đồng chí Thạch có nhận xét gì về đối với 4 điều đầu tiên trong 12 điều kỷ luật? Được, mời chị Tú. Thưa đồng chí, thì tôi có nhận xét là ở câu trả lời thứ 3 thì đồng chí có sai một chút thôi ạ. Đó là mượn cái gì của nhân dân. Muốn dùng đồ của ai thì phải hỏi, dùng xong thì phải trả, làm hỏng làm mất thì phải đền. Đó là cụm từ đấy thôi ạ. Còn lại là đúng hết ạ. Được. Đây đồng chí có thể đọc cho tôi là 4 điều đầu tiên trong 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. 1. Không lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân. 2. Mua bán phải công bằng, song phẳng. 3. Mượn cái gì của nhân dân phải trả. Mượn cái gì của nhân dân mượn xong phải trả. Làm hỏng làm mất phải đền. 4. Đóng quân nhà dân. Đóng quân nhà dân không được làm phiền nhiễu nhân dân. Phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Đây là 4 điều ạ.
hai đồng chí Độ và đồng chí Thạch có nhận xét gì đối với câu trả lời của đồng chí Tú? Được, đồng chí Độ. Thưa đồng chí tiểu đội trưởng, đồng chí Tú sai điều thứ ba. Đồng chí nói là mượn đồ của dân phải trả. Chính xác hơn là mượn đồ của dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm mất, làm hỏng phải đền. Sau đây đồng chí cũng thực hiện luôn cho tôi. Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng. 1. Không lấy cây kim sợi chỉ của nhân dân. Số 2. Mua bán phải công bằng, sòng phẳng. Số 3. Mượn đồ của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất phải đền. Chị ngồi xuống. Nói đúng từng chữ một. Có câu thì dân, có câu thì nhân dân. Anh mà lộn đi lộn lại là sai.